Thưa quý vị và các bạn, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang vừa tổ chức đoàn do Đại tá Lê Hoàng Vũ, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn, đến gia đình động viên và khen thưởng đột xuất cho chiến sĩ dân quân tự vệ thuộc Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Rạch Giá bị nhiễm bệnh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch. Vừa qua, trong quá trình đang thực hiện bảo vệ quản lý khu cách ly tập trung trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang, đồng chí NKD, chiến sĩ dân quân thường trực Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Rạch Giá được xác định dương tính với COVID-19. Được biết, từ giữa tháng 7 năm 2021 đến nay, NKD đã tình nguyện tham gia cùng đồng đội thực hiện nhiệm vụ bảo vệ các bệnh viện dã chiến, các khu điều trị và khu cách ly trên địa bàn thành phố. Nhận được thông tin trên, Đại tá Lê Hoàng Vũ, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã trực tiếp liên lạc qua điện thoại để động viên, thăm hỏi sức khỏe của đồng chí NKD, đồng thời trực tiếp dẫn đầu đoàn cán bộ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đến gia đình để thăm hỏi động viên và trao giấy khen thưởng đột xuất cho đồng chí NKD có thành tích xuất sắc trong phòng chống dịch COVID-19. Bộ Chỉ huy biết cái tin này thì cũng rất buồn và cũng rất chia sẻ với gia đình. Và đồng thời Bộ Chỉ huy cũng quyết định để khen thưởng cái thành tích hết sức xuất sắc của đồng chí Ngô Khoa Đăng trong thời gian qua đã tham gia lực lượng dân quân nói chung và tham gia cái là khu cách ly của tỉnh nói riêng. Cũng mong rằng em nó sẽ mau chóng để hồi phục lại. Cả gia đình là cùng Khoa Đăng là lúc nào cũng yên tâm hết trơn, là cũng yên tâm cương quyết là ráng cố gắng là vượt qua để là mau chóng khỏi bệnh. Ngày 8 tháng 9 năm 2021, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang đã tổ chức lễ trao thưởng thành tích đột xuất cho 28 cán bộ chiến sĩ lực lượng thường trực, lực lượng dân quân tự vệ thuộc các cơ quan đơn vị trong toàn lực lượng vũ trang tỉnh có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Qua đó biểu dương sự cố gắng khắc phục khó khăn của cán bộ chiến sĩ, các lực lượng làm việc vất vả ngày đêm trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, góp phần cùng các lực lượng sớm đẩy lùi dịch COVID-19. Trước đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang tổ chức nhiều đoàn đến thăm hỏi, tặng quà, động viên các cán bộ chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ trực chốt tuyến đầu chống dịch trên địa bàn tỉnh.